cái giày giường dép của à? Ông nếu là lạnh thì ông ngủ trên, còn nếu là trời nắng ấy ông sẽ ngủ dưới ủa thế gầm à? Gầm này. Ờ. Mà có một mình nhìn dưới kia có một cái ghế ở dưới kia là ông dùng để nằm đấy. Đang dịch bảo là đây là mua gạo, anh là mua gạo ngon cho ông ấy. Ừ. Thì ông bảo là đấy là cái vị trí ông cất những cái hộp đá mà đếm những cái ngày mà để khi nào gặp lại Pơ Ai Mí ông sẽ nhặt ra và đếm cái số ngày. Lâm và tiếng nó. Một. Cái y hồ. À đây ông đếm theo lịch đến mà. Nguyễn Thị cũng là người ta cho cụ đấy anh ạ. À. Cụ là không có gì để bảo quản nên cụ sẽ sấy, lúc nào mà cụ ăn thì cụ sẽ lấy. Xin chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo của Tú nhá. Hôm nay thì Tú chuẩn bị chia tay với hai em bếp trên bản rồi. Tập này rồi một tập nữa trên Sapa thôi. Tập này thì Tú đang có mặt tại bản nhà Pơ và Ai Mí. Dạ, thì rồi. Hôm nay là mình được thăm cụ Dành nhỉ. Đây, anh em mình đứng vào một chút cho xe đi nhá. Hôm nay thì mình sẽ nhờ em Pơ Ai Mí ở kênh Bếp Trên Bản là đưa đến thăm cụ Dành. Năm nay là cụ bao nhiêu tuổi nhỉ em nhỉ? Năm nay là cụ cũng hơn 90 ấy. Không cụ biết chính xác nhưng mà cụ bảo là hơn 90 ấy. Cụ cũng là cameraman em. Dạ. Đứng gọn đây một chút này. Cụ cũng là một người cũng có cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Dạ. Cụ sống một thân một mình. Là cụ bị mù từ bé nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Cụ cho là nên là từ khi cụ là bị bẩm sinh anh. Bẩm sinh luôn. Dạ. Cho nên là cụ không có cái khả năng để nhìn ra thế giới bên ngoài được. Thì cụ dạ. cũng sống một mình ấy thôi. Vâng. Anh em mình đi nhỉ? Chỉ đứng ở trên cầu thì nó cũng hơi bị kiểu là vướng tí. Cameraman đi về song sát này tí để cho xe máy đi. Bên ngoài này là cái suối bên giáp với nhà cụ luôn đấy. Nhà cụ thì nằm đâu đó góc ở phía bên dưới này này. À đấy đây đấy, nhà bên dưới đấy đúng không? Hôm nay thời tiết ở đây lúc này là vào khoảng cỡ là 10 độ các bạn ạ. Khá là lạnh. Nhưng mà hôm nay thời tiết nó lạnh hơn mọi khi anh nhỉ. Còn trên Sapa là thời tiết khoảng cỡ là 3 độ. Bây giờ thì hay bơi đây luôn à? Vâng. Ở dưới đây cái vũng đấy đúng không? Dạ. Nhưng mà trong xanh xưa, sạch sẽ mà. Nhưng mà ngày xưa là nó nước có nhiều nước hơn anh ạ, nhìn sạch sẽ hơn. Bây giờ người ta ngăn bớt rồi đúng không? Vâng. Giờ lạnh lạnh đấy. Nuôi nhiều cá lắm. Hôm nay thì mình đi chợ, mình có mua một số đồ mang về cho cụ để cụ sử dụng trong dịp Tết, thì mình có mang là ít gạo này. Rồi ít nhu yếu phẩm như mắm muối mì chính rồi ít đồ ăn cho cụ ấy. Thì với lại là gọi là có một số hiện vật nọ khác nữa. Thì tí nữa mình lên rồi mình sẽ chia sẻ. Ui lạnh quá. Cây cầu này lắc quá nhờ. Cầu này chỉ đi xe máy thôi ấy. Ô tô là có cái đường vòng dưới suối kia. Đi xuống suối. Đi nó cứ nhún ấy. Đúng tính chất cầu treo. Bây giờ mình lấy đồ đi để mình mang vào. Anh nhờ hai em nhá. Dạ. Cái gì nhẹ thì các em xách của anh. Trước là chị Nga Sumo cũng vừa đến thăm bà con ở đây đấy chị. À chưa được đấy. Có hôm đấy anh mà. Có anh mà. Đây có rau có thịt này. Pơ xách đồ mắm muối mì chính, đây là trứng. Còn đây là gạo. Anh mua nhiều đồ thế. Còn đây là gạo. Ui, hôm nay lạnh quá. À thế à? Thế khó nhằn là vì nhiều chó à? Ui. Ê, bà phan tớ đi ở trên xe đi nha. Má. Má ơi. Tớ đi ha. Ôi. Bà phan chồng trốn trá ở trên xe đi. Cái gì đấy? Em nói gì đấy? Bảo giữ chó trông à? Em là trông chó hộ. À đấy à? Anh cũng đoán thế. Sợ lắm. Nghe thấy anh Mí nói chó là mình cũng nghi ấy. À chó, con chó to. Nhất là trong bản em là nhiều chó anh ạ. Ai mà hẹn hò trong này á. Mọi người không á. Ai mà tán gái ở trên này là hơi bị căng ấy nhỉ. Cả bản biết hết. Đây, chó bao vây luôn. Xung quanh này. Sợ sau lưng cameraman kìa. Căng thế nhỉ. Đi hướng nào đấy? Đây này anh ạ. Đi hướng này ạ. Ờ. Nhà cụ làm nho nhỏ ở dưới này này. Xung quanh nhà cụ nhiều sắn quá nhỉ. Nhà cụ dính
có một cái câu chuyện mà rất là cảm động. Đây, anh cụ Dành đang nghe đài. Đó là Mơ và anh Mí thì mỗi lần đến thăm cụ, sau đó là đi về, là cụ sẽ bỏ những cái viên đá vào trong một cái hộp. Đến khi gặp lại thì bắt đầu là cụ mới bắt đầu là bỏ ra đếm để xem là nhớ số ngày. Đấy. Đợt này thì lại được gặp lại sớm hơn nên là cụ sẽ đếm ít đá hơn nhỉ? Con này nó giữ nhà luôn cho cả cụ luôn. Đúng rồi. Tráng sĩ này được ấy. Còn nó đẻ gì à? Chào ông ạ. Mình đến thì là ông vừa dậy cả nhà. Tại vì mùa đông lạnh lạnh này. Đài. Ông đang nghe đài. Bảo con tắt đài nhé. Mình cũng ngờ. Nè, bị thua đẻ, bị quá à là ớ. Bị thua đẻ à là ớ, tạm biên cho con thằng bé là ớ. Không nhìn thấy chỗ tắt đâu luôn đấy. Ông tắt anh ạ. Ông bây giờ quen rồi này, xem ông tắt ra sao này, chứ còn mình là bây giờ mình nhìn này, không... ông nhớ lắm. Không biết chỗ tắt luôn. Nhớ vị trí. Đây là tiếng Mông hả em? Vâng, đúng anh ạ. À đấy, rồi, ông tắt rồi đấy. Ông buồn buồn là ông nghe đại. Nghe đại. Đây, ông mặc áo rồi. Các bạn xem sinh hoạt của ông nhà cửa này rất là gọn gàng luôn nhá, ngăn nắp, cái nào để chỗ nào là để đúng vị trí đấy, ông sẽ nhớ rõ vị trí luôn. À, ông chui vào, mình tính giúp ông nhưng mà ông sẽ chui hai ống tay vào như thế. Đây là giúp ông mặc thì dễ thôi nhưng mà mình muốn để cho bạn xem là ông sinh hoạt như thế nào ấy. Đấy. Ông cứ gạt áo ấm nha. Áo ấm ấy. Vừa lấy là ông đang nằm ở trong chăn, trời khá lạnh ấy. Hôm nay 10 độ thôi. Ông năm nay là tầm bao nhiêu tuổi em nhỉ? Ông là hơn là 90 tuổi anh ạ. Hơn 90 tuổi à? Ông là cái giường này này. Ông ngồi cho nhớ vị trí. Sau khi ông ngồi xong là ông sẽ tự cất đi đúng không? Vâng. Đấy, ông đi cái giày giường của ông nếu là lạnh thì ông ngủ trên, còn nếu là trời nắng ấy ông sẽ ngủ dưới. Ủa thế gầm, gầm này. À. Mà có một mình nhìn dưới kia có một cái ghế dưới kia là ông dùng để nằm đấy. À, có cái ghế nhỏ nhỏ nóng đấy. Nóng, tại vì là nhiều khi là cái nhà của ông là trời nắng thì nóng, ông đúng sẽ rồi. Nằm dưới để cho mát. Dùng tấm lợp này thì nó sẽ rất là nóng, ông không có quạt à? Không có anh ạ. À, ông là cả ngày ở trong nhà thôi, không mùa có. Mùa hè à, mua cho ông nhỉ? Dì, yeah, có nhất to có, mua to nhớ. Nhưng mà không ngồi ghế. Mua to này tôi đâu thẳng. Còn nhớ có mà, biết chứ nhớ. Tớ nhớ xí là lại. Dì, mua to dễ dì, tớ anh ấy, ở cái tủ thang cỏ, tủ sổ cỏ nữa à. Đấy, hồi anh Tú nó. Anh Tú nó. Hôm nọ đến thăm ông một lần này. Nhớ tiếng rồi. Nhớ bún rà Hà Tĩnh. Ông vừa bảo là trước em bảo là anh Tú là cũng từng ra đây thăm ông bảo là lúc đấy đông quá ông không để ý không biết. Thế hôm em mới về. Đúng rồi. Nói tại dưới tôi dân ca chất đổ tôi khi có ở xuống ạ. Dạ. Đây y phân tới giờ hàng cả hả? Giờ hàng cả. 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 Hả cho y dọn chê hạt trỏ ha từ y dê dúa cả bột canh ấy. Còn gạo nữa, đây là có gạo chua cha từ dê dúa chân chắc càng khi còn cái là hơi phải bỏ đây nó khỏi luôn để cho hai cây hai chi tía gì ở chơi từ dưới chơi chơi ăn cha bì gạo đây chơi ăn cha từ dưới chân chắc các căn khí cổ gạo ngon hay là
Đây là đang dịch bảo là đây là mua gạo, anh là mua gạo ngon cho ông ấy. Thì ông bảo là có phải bóc sẵn cho ông hay về ông tự bóc nhỉ? Ông tự bóc anh ạ. Ông tự bóc được mà mọi thứ là sinh hoạt trong nhà là ông tự làm hết anh ạ. Ghế đấy, bảo ông ngồi ghế đi. Nhé có nhất tâm à. À, thế chú trời cho tất cả khỏe nhá. Vâng. Ông chúc khỏe đúng không? Vâng. Mất mùa là nếu không biết gì nhưng mà bảo chú trời, nếu mà chú trời cho cháu tất cả khỏe. Vâng. Nếu mà ăn tính rồi sao ăn tính rồi, nhưng mà ăn khỏe không sợ gì nhá. Vâng. Ăn tính rồi ăn khỏe là nhiều sức khỏe và không sợ gì đấy. Vâng. Đấy, hầu ông bây giờ ông có nhớ là bao nhiêu ngày rồi chưa gặp lại Pơ Ai Mí không biết. Ông bảo ông vẫn đến anh ạ. À thế à? Dạ. Ông bảo ngày nào ông cũng đến. Mới có đâu đó cỡ tầm 10 ngày đến mười mấy ngày gì đấy. Theo mình nhớ. Để xem là con để xem ông sẽ lấy cái đấy ra. Ông nhớ cái vị trí ấy. Ông chưa kịp cho thôi, tại vì ông đang ngủ nằm ở trong chưa kịp cho ngày hôm nay thôi. Thế ngày nào ông cũng đấy là cái vị trí ông cất những cái hộp đá mà đếm những cái ngày mà để khi nào gặp lại Pơ Ai Mí ông sẽ nhặt ra và đếm cái số ngày. Này. Để mình sẽ yên lặng cho số lâm và tiếng Mông. Một. Cái y hồ. À đây ông đếm theo lịch của tiếng Mông. Búa pê. Nằm lô. Nhổ chi, chú tròn, lúa hiang, răng ý, năng chùa, nền cầu, giang cầu y, la cầu o, cây cầu bê, đê cầu lô, bô cầu chi, nà cầu tròn, nhổ cầu hiang, nhổ cầu hiang, nế, vẫn còn trong đấy nữa. Ông đến theo theo lịch của ông ấy. Nhiều cầu xăng ấy. Là cầu xăng là kia. Theo lịch của ông. Thế là chú cầu gì không biết đó. Chị nói với chị cả ông ấy. Dạ nên là có số lần một tiếng nào. Số là cầu gì số lần không nào. 18 ngày ngày hôm nay. 18 ngày là đếm thêm một viên đấy nữa là 18 ngày rất chuẩn xác luôn. Mình tưởng ông đếm thêm một viên. Ăn thì càng dễ đấy. Ăn thịt con dê. Ông nhớ là từ ngày ăn thịt con dê là Nga Sumo đến mổ con dê ăn. Không phải đánh hôm nay. Vâng. 18. 18 ngày. Đấy, chính xác. Không là 18 ngày thôi mà phải ngày hộ. Ngày hộ á. Ở đây thì thỉnh thoảng là có em Pơ Ai Mí là đến thăm ông cho nên là ông rất là vui. Chúng mỗi lần em về thì ông lại là lấy đá bắt đầu là đếm từng ngày một đấy để xem là đến ngày gặp bắt đầu lại đếm cho hai chị em xem. Đúng rồi. Đấy cho bạn thấy được. Như hôm qua mình đi thì gặp cụ Gieo 104 tuổi rồi nhưng mà vẫn nhớ Pơ và đi ra chợ. Là cụ bảo là ra chợ để mong gặp Pơ rồi sợ Pơ quên cụ rồi nhưng mà cụ không biết là Pơ là ở rất là xa. Đúng tận tam ạ. Đường đây lên đấy thì đến hơn 100 thật km. Thật sự là những người già neo đơn hay mọi người sống một mình ấy thì rất là thiếu thốn tình cảm anh ạ. Rất là mong mình đi là cũng rất là mong ấy. Ví dụ nhiều như người đến thăm ấy. Vâng. Ví dụ như anh em mình đang hôm nay là lên thăm cụ mà đây cụ khóc rồi này. Số bao giờ mà. Lấy ghế cụ ngồi đi. Đây, có cái cụ ngồi ghế cao hay ghế thấp. Đấy. Pơ ngồi đi, cho anh cái ghế thấp đây. Có mì tôm kia, cụ có ăn mì tôm không? Vì anh có hỏi em là không biết là cụ ăn mì tôm hay không thì thấy Pơ Ai Mí nói là cụ không ăn mì tôm đúng không? Cụ không thích mì tôm ấy. Cụ không thích ăn mì tôm đúng không? Mì tôm nọ mà. Không thích đúng không? Cho cô ta. Cái số sáng nọ thôi à? Đấy à, lâu lâu ăn này. Khoai tây nữa. Khoai tây á? Khoai tây. Khoai tây. Chắc có hả? Cụ thích ăn khoai tây à? Có dặn dữ. Thế là cụ vẫn chống gậy mà đi ra kia để mua đồ đúng không anh ạ? Cái chỗ mà anh em mình đậu xe đây đúng không? Dạ. Đây là cụ còn chống ngày trước là em hồi bé em bé nha. Cụ còn chống gậy xong đi chợ mà anh. Chợ tận dưới Tam Đường. Chợ Tam Đường đấy. Thế mà cụ vẫn nhớ đường về à? Đến nửa đêm. Nửa đêm tầm 3-4 giờ ấy. Tầm 3-4 giờ là cụ mò tới nhà. Ui.
3-4 giờ buổi sáng cụ sớm nhé, cụ nhà đi luôn. Vâng, sáng cụ đi tận xuống dưới Tam Đường là rất là xa mà đèo đúng dốc không anh ạ. Nhiều khi mà mình đi về đêm mà thấy cụ, gặp cụ ở ngoài đường đang chống gậy đi đấy. Thế à? Vâng. Thế mà cụ vẫn nhớ đường về được à? Hay là vẫn cụ nhớ có phải được hỏi à? Không? Không. Cụ quen đường anh ạ. Quen đường. Thế à? Vâng. Giống như là ở trong nhà ấy, cụ cũng đúng quen rồi. Quen chỗ rồi anh. Cảm nhận được ra cái vâng. chỗ này mình đi à? Đúng rồi anh ạ. Cụ cứ chống gậy rồi cụ cảm nhận cụ đi thôi. Mà hồi đấy là cầu treo của tụi em là chưa làm cầu treo nhá. Dạ. Đi con suối à? Cụ lạnh. Dạ. Cụ đủ hát. Đây các bạn có thể xem là nhà cụ rất là sạch. Rác các thứ là cụ sẽ có một chỗ để bỏ vào. Bây giờ là cụ bỏ ra nhà nhưng mà sau đó là cụ sẽ dọn vào rất là sạch. Chứ cụ không có nhà cửa là không có bị lộn xộn. Đây này. Thùng rác của cụ đây là cái thùng rác của cụ đây anh ạ. Đây có thùng rác đây. Đây các bạn nhìn kỹ ở đây là thấy là có rác để vỏ lon các thứ này. Vẫn còn những cái lon bò nước tăng lực ấy. Từ hôm mà Nga Sumo mà biếu cho cụ đúng không? Dạ. Thì đây này, năm hết Tết đến thì con đến thăm cụ rồi cũng có thêm một ít nữa để cụ từ anh Tú mua là khi còn mua thêm đồ ăn nữa. Nhau hơi trả rồi, nhau hơi coi giờ trả với khi còn cụ thích mua gì thì mua ấy. Cả sao yêu chi mà yêu nó. Vâng. Em vừa dịch cho cụ. Vâng. À bố ấy. À bố. Vâng. Ông vừa bảo là cảm ơn anh, cảm ơn ông trời là cảm ơn ông trời đã đưa anh tới mọi người tới thăm cụ này. Cảm không ơn sao, ông là cứ đang cầu nguyện cho mình ấy. Cụ kiểu còn khỏe, còn sống khỏe. Thì anh em mình còn gặp nhau thì cứ mỗi lần đến gặp nhau thì anh sẽ đến thăm cụ. Em cứ nói thế. Vâng. Mỗi lần đến thế nhà một mình sẽ đến thăm cụ. Từ giết thì một xe tuổi happy mà nỉ tuổi số con à. Bằng cái tay nó phải. Em Ami đang hỏi là sao cụ là không nhìn thấy sao cụ vẫn đi được đi xuống chợ ấy. Thắc mắc của anh thì anh cụ bảo là cụ nghe bằng tai. Cụ nghe bằng tai à? Nghe bằng tai. Nó má sáng là nó xe nó tránh nó chết. Nó là tên bàn tay phải nó vâng. đi. Nếu cũng... mà phải nó xe không tránh được. Thế là cụ có một cái sức sống mà rất là mãnh liệt. Những cụ già người Mông ấy nhỉ? Cực kỳ bền bỉ luôn. Giống như cụ gieo 104 tuổi kia. Và cụ vẫn phải đi xuống dưới chợ để đi bộ như thế. Các bạn thấy là những cụ già người Mông cực kỳ khỏe luôn. Mà nói chung là mình thấy người Việt Nam mình ấy, đa số là khi mà khó khăn thì ai cũng rất là nghị lực để vượt qua được. Ngày xưa là cụ có một cái nhà bé bé bằng tre ở trên đỉnh núi anh ạ. Cái nhà đấy như kiểu chuồng gà thôi. To bằng cái chuồng gà trên ở tận tiết trên đỉnh ấy, nhưng mà bà con là thấy thương cụ mà không có một thân một mình ấy, mọi người mới đưa cụ ra đây à? Xong là cái nhà này cũng là mọi người góp xây tiền cho làm cho cụ. Thế là thế mà ngày xưa cụ đi từ trên đỉnh núi về thì rất là vất vả. Ngày xưa cụ còn nuôi nhiều gà cơ. À. Nuôi nhiều gà. Nó bị trộm mất. Trộm mất. Lắm. Cái thằng giống này nó trộm. Thế nhà cụ trước đây có anh em nào nữa không hả em? Không có anh ạ. Không có anh em à? Vâng. Ngày xưa bé thì chắc là có nhưng mà từ lúc mà cụ ở thật một mình thì có thể là không còn ai nữa. Vâng. Nhưng mà em cũng nghe kể là cụ trước vào đây cụ tâm sự bảo là cũng có những người xấu ấy vào đây gọi cái lúc mà gọi cụ mở cửa giả vờ đưa cụ vào đây xong là đưa gạo cụ nhưng mà lại lấy đồ hết của cụ ra ấy. Từ lúc đấy cụ không mở cửa đâu. Chỉ nên là không nếu là giọng không phải giọng quen của cụ nghe cụ không gọi cụ gọi là cụ không mở cửa. Đầu tiên là Tú ấy cũng tính là mua cho cụ cái áo nhưng mà cái người của cụ là hơi nhỏ cho nên là rất là khó chọn đồ. Đúng rồi anh ạ. Hiện tại thì cụ vẫn có áo mặc đây. Thì đầu tiên là hôm nọ về cùng với Pơ Ai Mí thì mình cũng tính mua từ cái hôm mà trên Sapa về cơ. Vâng. Nhưng mà thấy là hai em nói là người cụ thì cũng hơi khó chọn cái cỡ áo ấy. Cho nên là mình cũng chưa có mua được. Đấy. Thì hôm nay đến thăm cụ thì con chúc cụ luôn luôn sức khỏe nhá. Sức khỏe dồi dào. Vâng. Sức khỏe cho tất cả cháu
cũng đi đi lúc nào cũng khỏe. Khỏe là được. Thì ông là bảo là mong cho các cháu là đi đâu lúc nào cũng khỏe đấy. Vâng. Bình an. Cũng lạnh quá rồi này. Thì bây giờ mình xin phép để đi vào cho các bạn thăm gian bếp ở trong đúng vâng, không? Vâng. Em nói vào anh xin phép vào thăm gian bếp tí nhé. Còn những cái đồ này bây giờ các em sẽ sắp xếp giúp cụ để đâu để cụ nhớ ấy. Những cái này này. Để hỏi cụ để đâu đó. Cụ để đâu là một góc đấy là đúng rồi. Thấy là cụ không biết đâu. Cụ phải tự cất đi đúng không? Cất đi anh ạ. Cụ phải tự cất đấy. À, mời cameraman vào đây mình xem gian bếp ở bên trong cụ. Hả? Nhà cụ thì không cần dùng đến điện mấy đâu, có một cái bóng điện rất là nhỏ đấy thôi nhưng mà cụ đâu có sử dụng đến. Em nghe bảo là các anh ở trên này giúp cụ trả tiền điện ấy. À đấy à. Một tháng là 2.000 gì đấy. Đây là cái minh chứng như các bạn xem là rất là sạch sẽ bên trong gian bếp này. Đây, rác là không có mấy này. Này, nghe. Rất là ít rác nhá. Đây là những cái đồ của cụ để gọn là có cái siêu nước. Ông vừa này. Cụ vừa bảo là cụ có thịt treo gác bếp anh ạ. À, cụ vẫn làm thịt treo gác bếp được à? Dạ. Giỏi quá nhỉ. Cụ tự nấu ăn được mà anh. Đây, đây là xô nước, đây là có... Cụ ra ngoài xách nước hay là dùng nước ở bên ngoài này vào đây? Có nước vào anh ạ. Đấy. Rồi bên này là cái bếp của cụ cũng sạch nhá. Nhìn này. Nhìn này. Ngạc nhiên chưa? Cực kỳ gọn gàng sạch sẽ luôn. Chỉ có mấy cái hòn đá cụ kê đây để cụ đặt nồi lên. Còn trên này là thịt treo các bếp của cụ đây. Ô, những miếng thịt rất là nhỏ luôn. Đây là những là miếng thịt cũng là người ta cho cụ đấy anh ạ. À. Cụ là không có gì để bảo quản nên cụ sẽ sấy. Lúc nào mà cụ ăn thì cụ sẽ lấy một ít để ăn ấy. Anh cũng rất là lo lắng nên là vừa nãy anh không có dám mua nhiều ấy. Dạ. Anh chỉ mua ít để về cụ có thể là kho lên ăn hay làm gì. Nhưng mà hôm nay anh mua nhiều thịt trên này là đủ cụ ăn Tết rồi anh ạ. Cụ treo các bếp tiếp à? Thế thì hẹn cụ lần sau anh em mình lên đây ăn món thịt treo các bếp của cụ xào với rau cải nhá. Đi lùi ra đi cameraman. Thế thì em hẹn đi lần sau lên đây anh em mình ăn bữa cơm với cụ nhá. Đây cụ vẫn có cả ô này. Cái này như kiểu cái gùi sau lưng để cụ mang theo đồ đi. Đây là cái gùi mà cụ đi lấy củi anh ạ. Ồ, cụ vẫn đi lấy củi luôn. Vâng, cụ vẫn đi lấy củi mà. Đây củi cụ từ lấy đây. Trong này là ngô này để cụ làm gì đây? Em thử hỏi xem. Nó đi trời nó cho về là nó ăn không được thì nó sợ à, để ăn đấy. Ngôn chắc là ngô tươi anh ạ. Cụ không ăn không khê, cụ để đây. À, cụ phơi khô lại. Còn trong mũ cối của cụ có gì đấy? Một pơ, dạ. Ở trong mũ này cụ đây có là thuốc. Thuốc à? Vâng. Cụ vẫn kiếm được thuốc à? Vâng. Em thử hỏi xem là thuốc gì đấy. Hạt bí này. Để cụ gieo hay sao ấy? À, thuốc đây là dưới này, cái mũ này là thuốc để bó chân anh ạ. Bó chân à? Lâu lâu cụ hay bị đau xương khớp. À, thế nhưng mà đây là ai cho cụ? Cụ tự đi kiếm ấy. Cụ tự đi kiếm được luôn á? Dì cho chú ấy có gì mà không mua á? Người ta cho cụ à? À. Người ta cho cụ à? À, vẫn còn họ hàng xa đúng không? Đây rất là nhiều những cái đây cũng là thuốc anh ạ. Cây thuốc nữa này của các cụ này. Trên này là thuốc gì đây? Hỏi từ anh. Dì cho chú nhớ sợi à chùa khu của tì ha? Ê, ông bà cũng là thuốc. Thuốc này cũng là thuốc bó chân. Cũng có bát gà thuốc ở trong bản này cũng lấy cho. À, các bà cho đây có mì các thứ của cụ này. Đây đồ đạc rất là ngăn lắp nhá. Đây có giá treo các thứ. Mà trong gian nhà của cụ thì hơi bị ám khói vì cụ đóng cửa lại nấu nướng bên trong ấy là ám khói. Cái này cũng thay cho một lớp sơn. Thực ra người mắt sáng mình bình thường thì mới cần sơn cho màu mè đẹp, còn cụ thì cũng không có thể mà nhìn thấy là xung quanh tường là có gì. Đúng anh ạ. Để mà cụ có một gian nhà ở như thế này thì cũng rất là ấm cúng rồi nhỉ. Thôi bây giờ có lẽ anh em mình cũng xin phép cụ để đi về nhỉ. Dạ. Rồi hẹn cụ lần sau đến nấu bữa ăn cùng nhỉ. Cùng cụ nhỉ. Ông vừa bảo là sáng nay ông đốt lửa thì thấy lửa cười kiểu cười tách tách à. Vâng, tách tách thì ông bảo là chắc là có khách, chắc là chuẩn bị có khách tới nhà anh ạ. À, vâng. Cái lửa nó thấy. Cái lửa nó thấy. Cái lửa nó thấy trước, lửa nó cười cười trước đấy, ông bảo thế. À đấy. Đây là tiếng lửa anh ạ. Thằng
có phải không? Đấy, cụ vui lắm. Rồi con chào cụ nhá. Con xin phép để đi về nhá. Vâng. Chúc cụ sức khỏe. Lần sau cháu lại đến thăm nhá. Đi đi cả nhà với mà. Con lấy còn mà cho. Dì đi có kéo tròn vậy. Cụ ở đây thì sau này là cũng ngay bên bờ suối nha các bạn, ngay bên bờ suối đây mà. Tiêu nào chi hạ tá bên nó bây giờ như một cái khó hại. Không nhận là cụ rất là giỏi đi rồi cũng không có sợ bị ngã này. Thế là hàng ngày cụ đi qua con đường này để đi sang à? Giống như đường anh em mình đi về. Một chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái đường đi đây mà không cụ không bị trơn gì cả. Giỏi nhỉ. Dì đi có nhớ bị mù vậy? Mù chiêu. Ừ. Dì à, uống vào chút chó. Vâng, ông cảm ơn ấy. Ừ, đi có nhớ nó mất tân tân đi hai mù rồi. Cái khó trồng mà. Có phải bỏ tiền ra cho ông hay ông tự bỏ ra? Ông tự bỏ ra. Ông bảo là ông xem mình đi về. Thôi bảo ông đi vào đi, không phải xem mình nó lạnh lắm. Còn một chiếc mà tự đi về được ấy. À, ông bảo nghe đi ông đi về. Thế thôi mình đi đi, chạy cho ông ạ. Con chào ông nhá. Sao con đến đấy? Mình lại cái hình ảnh này là mình lại nhớ tới hình ảnh của cụ Gieo. Hôm qua cũng thế, cụ lưu luyến lắm, còn bắt pơ ở lại ngủ. Bắt pơ ở lại ngủ, sau đó rồi về rồi cụ khóc, rồi cụ cũng lưu luyến ấy. Nói chung là cũng thương các ông bà ấy, cũng lớn này. Tuổi. Thế chỗ này là cụ không biết là sẽ đi qua kiểu gì đây? Cụ vẫn mò được anh. Ủa thế à? Vẫn đi đường này sang à? Dạ. Ôi trời ơi, mình đi là không cẩn thận là mình đập đầu đây rồi mình cúi xuống nhanh. Đây để nhảy qua đây nữa này. Rất là nhiều thao tác. Đấy. Băng qua nhà bên này nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng với Bơ, Ai Mỹ là sẽ được Ai đi. Ai Mỹ là sợ chó. Hai em đưa đi thăm vào trong trại nhà các em. Vâng. Đi. Cả nhà ơi, bây giờ thì sau khi thăm cụ dành xong, mình cùng với em Bơ, Ai Mỹ, em Yến, em Sơn là bắt đầu là đi vào trong trại cá nhà bếp trên bản. Hai đứa làm gì này? Chụp ảnh à? Cái trò gì này? Thôi đi đi, mưa lắm. Chị ơi, chị chở được 5 người không? Chở bọn em đi cái. Chị chở cái này bình thường chị chở hàng là chở được bao nhiêu? Bình thường chị chở hàng được bao nhiêu? 2 tạ, bọn em cũng thế thôi mấy. Chị coi như là chở 5 con lợn đi. Vâng. Coi như chở 5 con lợn như có gì đâu mà. Ui ơi. À, vừa nãy mình mặc áo kia bây giờ mình phải đổi cái này này. Chỗ này đèo thì toàn là sương mù ấy. Nên là nó hơi ấy tí. Đánh son giữa trời mưa. Trên đèo này toàn là sương mù cho nên là nó hơi ướt nên là vừa nãy mình mặc cái áo kia dạ kia nó không được. Cũng không phải mưa mấy đâu, to đâu. Sương mù ấy. Đây là đường đi vào trong trại nhà Pơ Ai Mỹ. Đường như này hết à em? Thế sao vừa lấy không chạy xe vào đây để kiếm chỗ gửi ở trong này? À thế à? Không quay đầu được à? Không có cái nhà nào rộng hơn ở trong này để gửi trong này à? Ừ. Nhà người ta cứ gửi chứ. Em phải dùng mỹ nhân kế ra. Ôi hôm nay lạnh quá. Mặc cái áo kia đang ấm. Đang trong xe ấm. Sau khi mà tham quan chú A Kỷ nuôi cá thế nào xong thì mình sẽ đi về Sapa. Pơ thì có quay clip là nấu ăn ở trong trại. Xách thịt này, rồi rau này. Ôi, lạnh là cầm điện thoại rung vào tay này. Ừ, đường này đi xe vào được mà em. Gửi được mà. Ôi chà. Đi bộ cho khỏe người, cho nóng người anh ạ. Anh chưa thấy nóng đâu mà anh thấy lạnh run cả tay rồi đấy. Trong này có
À, chắc là nhà của người ta nuôi cá, trại nuôi cá đấy à? Hôm nay mình được đi trải nghiệm leo đồi, leo núi rồi đấy. À, các em bảo là anh đợt này ăn nhiều quá, mỡ bụng nhiều nên là bây giờ anh uống cà gai leo nó giảm chậm ấy. Nên là anh phải vận động nhiều hơn nữa. Đánh tan mỡ bụng ra. Đi vòng lên cái đường đấy nữa à? Hôm nay Tú gặp phải một cái thử thách. Đó là tí nữa bếp trên bàn sẽ cho Tú đi trên cái cây cầu này. Bên dưới là một dòng suối. Nó không quá là cao nhưng mà nước rất là lạnh. À thế à? Đây là có cái đường đi này nhưng mà bây giờ nếu mà tháo giày ra mà đi chân thì xuống đây rất là lạnh ấy. Nên là mình vẫn phải chọn phương án là đi qua cây cầu. Đây. Bơ đi trước đi. Camera phải đi trước để quay đây này. Trên người Yến bây giờ là tài sản lớn đấy nha, cả máy quay, cả máy tính ở đấy đấy. Rồi, Yến cân nặng là 60kg. Bây giờ là bắt đầu là đi sang để test trước cây cầu. Đấy, các bạn thấy là cái con đường đi vào trong trại của chú Kỷ rất là gian lan đấy. Rồi, Yến đi đã được nửa cầu rồi. Đây là một thử thách rất là căng thẳng. Nhìn Yến đi cũng rung rinh như thế kia, mấy mình là cân nặng khoảng cỡ là 80kg. Còn bên này các bác đi xe máy thì lội qua đường này được này. Đấy, bên này là cái dòng suối chảy xuống các bạn ạ. Mình đang cố gắng chọn một cái chỗ nào đấy nó an toàn hơn ở trên này nhưng mà chưa thấy đây. Để mình có thể là đi lên những cái tảng đá để đi sang nhưng mà không có luôn. Nên là thôi, mình sẽ quay trở lại với cái cây cầu này. Pơ chắc chắn là nhẹ cân hơn Yến và Ái Mí cũng nhẹ cân rồi cho nên là an toàn đây. Tiếp theo là Ái Mí. Mình đang tính đến cái phương án là mình sẽ đi đường bên dưới này. Đi đường bên dưới này để trèo qua mấy tảng đá nhưng mà sợ đá nó trơn ấy. Nên là vẫn phải cách cuối cùng là để cho cameraman bên kênh của Tú là đi trước. Tú nặng cân nhất ở đây. Sơn nặng bao nhiêu cân? Hơn 80 cân. Hơn 80 cân là nặng hơn anh đấy. Tét trước của anh đi. Để cho anh Mí đi trước đã Sơn ơi. Thôi bọn em đi nhá. Đi đi bọn anh về đây, anh về đây. Bốn anh em tí nữa đi bộ lên trên kia anh đợi trên xe nhá. Anh đi về trước đây. Cameraman là nặng hơn 80 cân, Tú 78 cân rồi. Nên là Tú cũng yên tâm để đi sang rồi nhá. À đây là cây sơn tra. Tức là cây táo mèo ấy đúng không? Thế à? Có cây táo chó không? Thế à? Táo chuột có không? Đường đi của anh em mình băng rừng vượt suối. Áo hơi ẩm một chút rồi các bạn ạ. Bây giờ đi vào đến đây là tới vườn chanh leo nhà anh Lý ở bên này. Anh em mình đi băng qua rừng luôn. Bên dưới là suối vẫn chảy ầm ầm bên dưới. Đã tới chưa, Bí Mí?
Chanh Leo thế khoảng khoảng bao xa nữa tới? Sắp đến rồi à? Chanh Leo có quả chưa? Sau khi mà băng qua một cái khu rừng nho nhỏ, vườn chanh leo nhà Ai Mí nữa thì mình có thấy ở đây có một cái cây cổ thụ rất là to luôn. Phải mấy trăm năm tuổi rồi. Qua đường luôn ấy. Mà cái gốc rễ của nó rất là xù xì. Nó có cái tư thế gọi là uốn cong từ bên ngoài này ra ngoài suối luôn. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong kia một chút là cho các bạn xem thấy toàn cảnh về cái cây này. Nó rất là đẹp luôn. À thế à? Chứ không có ai hái à? Thế thì để giữ gìn. Để giữ gìn. À, phía sau lưng đây đã phải chạy nhà em chưa? Chưa, ở trên. Chứ qua nhà này nữa à? Qua xa không? Không, nhà em trên kia rồi. À, cameraman có đã thấy một cái cây góc rộng hơn đấy, bấm góc rộng cameraman. Đấy. Nên là nó rất là thần bí. Cái đúng rồi, nhìn nó cái vẻ gì huyền bí, rừng già ấy. Nhìn có rêu này, các thứ là mọc ở trên cây luôn. Thôi bây giờ anh em mình bắt đầu là lên đường đi tiếp thôi. Uầy, Ai Mí đi trước đi, anh không quen đường ấy. Rồi anh lại vồ ếch ở đây. Sợ mình đi không quen đường thì đi vào những cái chỗ nó trơn hoặc là nó lún. Đây là những cái bể nuôi cá tầm của bà con ở trên này đây. Nuôi trong núi này luôn đấy. Cẩn thận trơn nhé, cameraman nhá. Đây là cá tầm hay cá hồi à Mí? Hình như cá hồi hay sao ấy, con cá nó hơi ngắn ngắn. Cẩn thận trơn ngã xuống bể nhé, cameraman nhá. Lấy nước vào và nước ra liên tục luôn. Nước ở trên suối à Ai Mí? Cá tầm, cá hồi này thì nó thích hợp ở những cái vùng nước lạnh. Thế cho nên là ở trên này thì cái vùng nước ở đây nó rất là phù hợp. Anh Mí ơi, con này em có quen nó không? Không quen à? Ừ. Ui. Ui. Cameraman không biết là có theo kịp nổi. Đây, tiếp theo đây à em? Đấy, cái nán này đúng không? Ok, đấy. Tới rồi các bạn ơi, mừng quá. Wow. Thế tí nữa mình về mình đi đường đấy nhá. Đừng chui qua đây nữa. Chó đu sau cameraman. Đây là bể nhà Ai Mí đây rồi phải không? Đấy, cá đang bơi ở dưới các bạn này. Đây là cá tầm này. Nhà em nuôi cả hai loại luôn à? Ok, bây giờ mình quay đến đây thôi. Còn chút nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Ui, trơn đấy. Nhưng mà trong này này, cái thế của cái lán nhà Ai Mí là nằm ở cái chỗ... Cái hòn đá nhìn rất là đẹp nhá. Nằm ở trên tảng đá luôn. Bên dưới này cá tầm rất là nhiều nhá. Bảo sao chú đi rất là lo lắng với bầy cá. Hello. Hai chó nhà em hiền nhỉ? Cho mình đi cái nhá. Hiền đấy nhỉ? Sao đây chú Kỳ còn có cả kính lặn à? Thế là bình thường là sẽ phải lặn xuống bể để xem cá luôn à hay sao? Đi bắt à? Ôi. Cháu chào chú Kỳ nhá. Giới thiệu các bạn đây là chú Vàng A Kỳ. Hiện tại giờ kênh YouTube đã là hơn 1.000 người đăng ký sau 2 video. Đấy là A Kỳ Vlog nhá. Mong muốn là khán giả ủng hộ phần càng ngày càng tăng lên đó. Nhưng mà thôi thì cứ từ từ. Thế chú cho cháu vào nhà cái chứ đừng nắm tay nhau này bao giờ cháu được vào. Đây là cái lán của nhà chú Kỳ ở đây. Thì Tú rất là ấn tượng bởi là dưới nền là toàn bằng đá này hết này. Chú nói tạm bợ nhưng cháu lại cực kỳ thích. Tảng đá luôn. Vâng.
còn chưa đầy đủ lắm cô ạ. Đây là có cái bếp củi này là để mình ngồi. Nhưng mà theo cháu chú cứ giữ nguyên này, không cần phải thay đổi nhiều đâu. Bây giờ là bên trên này là cái chỗ không gian để ở. Này Tú sẽ cầm máy, em Yến cứ ngồi đấy, anh chỉ quay qua một chút thôi. Chỗ này là vừa chỗ ngủ mà vừa chỗ để chú ăn. Và bên trong này chú đã chuẩn bị một mâm để tiếp đón anh em mình với lại cả em Yến nữa. Là có cá hồi là chú vừa mới nuôi được một thời gian mà chú đã phải là bắt để nướng cho mấy đứa con rồi, mấy đứa cháu phương xa đến rồi. Thế này thì cháu cũng rất là ngại với chú đấy. Chú lần sau là đừng làm thế nhé. Chú lần sau đừng làm thế. Chú làm thế cháu rất ngại. Thật đấy. Vâng vâng, cháu ngại lắm. Này anh Mí ngồi đi. Đấy. Khách phải ngồi à? Thế em ngồi xổm à? Thế anh cảm ơn. Em ngồi xổm gần được. Không 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 từ chối. Vâng. Điều kiện khó khăn mà tạm bợ mà có cá hồi nướng ăn ngay thì lần sau cháu đến tiếp. Ấm quá. Đấy các bạn ạ, thấy là mình với hai em biết trên bản thì rất là hợp. Anh em đi với nhau cực kỳ hợp về tính cách, đi đường các thứ là không bao giờ cãi nhau đâu. Thỉnh thoảng mình chỉ đá đít cái bảo dậy đi làm đi. Thế thôi. Chứ còn không bao giờ có chuyện cãi nhau, anh em dậy sớm đi làm. Đấy, và về gặp chú A Kỷ nữa cũng rất là hợp, cho nên là nhiều khi Tú cũng muốn đổi thành tên là A Tú luôn. Vì là đi chơi và gặp gỡ với rất là nhiều những bà con người Mông ấy, thì bà con cũng rất là thương mến Tú, nên cũng hay bảo gọi Tú là A Tú nhiều quá. Có khán giả trêu còn bảo là lấy luôn họ nhà chú Kỷ là vàng A Tú luôn ấy. Nhưng mà chưa, Tú thì để nguyên là A Tú thôi. Vì họ tên của mình có thôi. Đấy. Muốn đi quay cái chạy của chú không? Tí nữa để cháu ăn cho nó no bụng tí rồi cháu đi cho đỡ run đấy. Chứ bây giờ vừa đói này, rồi vừa run này. Do trời lạnh mà chẳng may run cái trượt chân ngã hồ nữa là xong luôn. Cho nên là thôi, để tí nữa là chờ ăn cơm trên kênh Bếp Trên Bản thì các bạn xem bữa ăn hôm nay và quãng đường đi của anh em mình như thế nào trên kênh Bếp Trên Bản nhé. Thì Tú lại còn phát sau cái tập này là sau một ngày ấy. Thế là quý khán giả sẽ sang trên kênh Bếp Trên Bản và nhớ ủng hộ cho chú A Kỷ Vlog nữa. Đây là bữa cơm ở trên nán nhà em Bếp Trên Bản nhé các bạn. Là có cái gì thế này? Cá này, nhưng mà bên này là cam à? Cam cắt này, để cạnh với cá hồi này. Rồi có thịt rang, đây là thịt rang chẩm chéo Tú vừa làm này. Trứng rán này Tú cũng vừa rán này. Vì là không có dầu ấy, cho nên là nó hơi chóc tí. Này có rau luộc này. Bên này là có muối chấm, có hạt dổi mắc khén, rồi thảo quả gì đấy ấy. Đấy, bây giờ là mình sẽ ăn cơm ở trên này cùng với gia đình nhà chú Kỷ. Các bạn có thể theo dõi trên kênh Bếp Trên Bản nhé, để bữa ăn ngày hôm nay. Đây các bạn này, bên ngoài giờ là một khung cảnh dày đặc sương mù rồi. Hôm nay có thể Tú đi về Sapa còn sẽ gặp băng giá tuyết nữa cơ. Cơm giờ lo rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình đến giờ chia tay với chú Kỷ. Thì bây giờ cháu phải về để chuẩn bị ăn Tết. Vâng. Thế là ngày mai về Sapa nữa, là xong rồi ở một ngày Sapa rồi bắt đầu là cháu đi về Hà Tĩnh. Chúc chú là cùng với gia đình là năm nay đón Tết là vui vẻ và vạn sự như ý nhá. Và chúc như thế cho nó ngắn gọn thôi. Vì bây giờ lạnh quá chữ nó không có nhảy được trong đầu nữa rồi. Chữ nó đi ngủ hết rồi. Thế nên cháu không biết nói sao cả. Chúc Tú mạnh khỏe nhá. Vâng. Thì năm mới xong thì mình nên gặp lại. Chúc kênh A Kỷ Vlog phát triển cho chú nhé. Vâng. Chúc đàn cá chú cũng mau lớn nữa. Vâng. Vâng. Muốn là để sang đang ăn cá lớn lớn tí thì lên trên này thì mình mới ăn cá tiết. Vâng. Đấy. Bây giờ là chào bác, chú phải đến giờ về đây. Đi về các bạn. Con chào chú con về ạ. Vâng. Bye bác. Tay chú vừa ngồi bên bếp lửa xong. Cháu chào cô nhá. Cô chào cô ạ. Về để ăn Tết cho hạnh phúc nhá. Vâng, bây giờ cháu đang hơi bị hết hạnh phúc tí vì cái quãng đường đi ra nó không hề hạnh phúc chút nào cả. Vâng. Nó hơi bị lạnh một chút. Để cháu nói đùa thôi. Con thì có thôi, nhưng mà về sáng cách cho con ăn á. Vâng, thôi chào chú nhé. Vâng, vâng. Mình là một người đã từng mà tham gia quân ngũ, là một người đính bộ đội Cụ Hồ rồi mà.
làm gì có cái gì khó khăn được. Quãng đường này chỉ là đơn giản thôi. Đi thôi. Ôi, lại qua. Bạn cũng phải đi. Lên được. Cháu chào cô chú nhá. Vâng. Vâng. Đi nhá, nhá. Vâng ạ. Anh đi có việc đi qua nhà chú thì vào nhà chú chơi. Vâng ạ, vâng. Cháu chào chú ạ. Hai cô gái ơi, chào bố mẹ xong chưa? Lên đường thôi. Đấy, nhìn khung cảnh huyền ảo đẹp quá nhỉ. Mây mù sắp phủ kín nơi này rồi anh Tú nhỉ? Đúng rồi, bây giờ hiện tại đang phủ rồi đấy. Bye bye nhá. Bye bye hai em nhé, ở nhà giữ nhà cho chú Kỷ, trông cá chú Kỷ nhá. Đừng có chạy đi chơi nhá. Én ơi, đi nhanh ấy, hôm nay ăn xong rồi đi khỏe đấy. Anh cũng biết là lạnh đấy. Bây giờ mà anh em mình đi lên trên Sapa, thời tiết này còn có thể là đang có tuyết ở trên đỉnh Phan Xipang. Hiện tại bây giờ Tam Đường là cái nơi mình đang đặt chân đây này, là đang có nhiệt độ là 4 đến 5 độ gì đó. Còn trên Sapa lúc sáng nay là 3 độ rồi. Nhiệt độ đang ngày càng xuống nữa các bạn ạ. Có thể là lên đến đèo Ô Quy Hồ, anh em mình sẽ gặp băng ở đây trên đấy như chơi ấy. Băng tuyết ấy. Mình phải tranh thủ đi nhanh để không bị gặp trường hợp băng tuyết ở trên đấy. Không thì đi xe nó sẽ rất là nguy hiểm. Mí Mí đâu rồi? Nó đi sau ạ. Mí Mí đi sau à? Thôi bây giờ là sẽ tạm chia tay với cái quãng đường vào trong trại cá nhà chú Kỳ ở đây. Bây giờ mình sẽ thử quay một chút thông tin lên trên đèo như thế nào. Bây giờ là áo của Pơ là ướt hết rồi. Còn mình thì cái là hình như nó cũng chống nước nó đỡ hơn một chút. Đây là khung cảnh của chân đèo Ô Quy Hồ. Thì bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị đi về Sapa. Thôi lên xe ngồi đi cho khỏi lạnh em. Thì Tú cũng sẽ xin kết thúc video tại đây. Yến khỏe không? Yến ổn không? Ổn nhá. Ổn đây. Đây. Anh em xem đây này. Hãy xem anh thể hiện cho các em xem này. Đấy. Bây giờ anh sẽ thay áo. Thực ra là đi lính rồi ấy. Nên mình chịu lạnh quen. 3 độ là cũng phải tắm nước lạnh rồi. Cho nên là bây giờ về nó được gọi là tôi luyện về sức khỏe rồi. Không có gì là khó khăn hết. Đấy. Ôi, bây giờ là mình sẽ đi về Sapa. Hai em ở lại trên đấy rồi cũng chắc là quay gì clip với anh Hải rồi. Tú cũng sẽ ngày mai sẽ lương lên đường về. Thì bây giờ xin cảm ơn các bạn đã yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng với mình trong chuyến đi vừa rồi. Tạm biệt các bạn nhé. Nhé, ngắn ngắn nhé. Đây là khung cảnh hết sức là huyền ảo của đèo Ô Quy Hồ. Như thường lệ thì mình lại làm một đoạn ngắn ngắn về cái hậu trường. Anh em mình đi về. Đây là hôm nọ cũng quay cho các bạn xem rồi này. Hôm nay thì thời tiết là sương mù mà dày đặc. Sương mù, chính thức là sương mù. Chứ không phải là mây đâu. Ui, ướt nhát đường nữa chứ. Nhưng mà rất là may thì mình cũng đã hỏi một số thông tin của anh em ở bên trên. Thì nói rằng là hiện tại ở trên đấy nhiệt độ cũng không có bị không độ nhá. Hiện tại giờ chỉ khoảng 3 độ thôi. Đây là Tú cũng may quá. Có cái này là nó bảo bối cho Tú những cái lúc mà trời lạnh như thế này. Và sẽ là một ngụm cà gai leo xạ đen. Hiện tại Tú đang bán có giá là 160.000. Có một gói là có 60 túi lọc để mình uống, công dụng là thải độc gan, hạ mỡ máu. Những bệnh lý về gan như kiểu là viêm gan rồi gan nhiễm mỡ, chức năng gan suy giảm là uống rất tốt nhé cả nhà. À, ôi ở Lộc Phê có em nào uống không? Ấm lắm. Đấy, môi của anh, mỏ của anh ngậm bên này này. Ngậm chiều ngược lại nhá. Để em ngậm bên này. Ấm nóng ấy, nóng đấy nhá. Nhưng mà trời này uống như thế này nó sướng lắm. Phê lắm. Yến là uống nóng cũng được. Uống đi, không nóng lắm đâu. Uống vừa vừa, chậm chậm thôi, không sao đâu. Đúng không?
Ái Mí thì đang lạnh, Ái Mí đang lạnh, rất lạnh. Do các em phải kiếm những cái áo có mũ ấy, đội lên đầu ấy. Giống như lạnh đau đầu luôn nha. Ra ngoài lạnh. Lên ấm người khỏe lắm, uống đi. Uống đi Ái Mí, uống tí cho ấm cho khỏe người em. Những cái lúc này ấy thì mới thấy rằng là có một ly nước ấm ấy, cái bình giữ nhiệt này nó rất là quý luôn ấy. Ấm lắm. Đây các bạn xem này. Nóng đây, uống trong cái tim gan nội tạng của mình nó ấm lên, nó dễ chịu ấy. Kể cả mình uống nước ấm thông thường cũng là tốt rồi. Đây, tiện có cà gai leo thì mình uống rồi. Bây giờ xe mình đang bật chế độ sưởi ấy, thì nó cũng làm nóng xe lên nên là cũng đỡ rất là nhiều. Thế là mà các cô chú đi làm trong rừng thì rất là lạnh nhỉ. Đây này, có người đi bộ, à không phải, cái cột mà mình tưởng người đi bộ cơ. Uống đi, uống tí đi. Xong rồi tí vặn cho anh lắp vào nhà Yến nhé. Đấy thì bây giờ là sau một chút hậu trường thì tôi cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, nếu các bạn mà yêu mến thì nhớ mua cà gai leo của Tú thì ủng hộ số điện thoại 0911012239. Và Tú có bán những sản phẩm là chẩm chéo của Sapa TV và trà Thái Nguyên. Đấy là những sản phẩm hiện tại Tú đang bán. Tạm biệt cả nhà nhé. Ấm vào tỉnh người đúng không?